Một đời dãi gió dầm sương, cho con tất cả tình thương dạt dào. Cha như sóng cả dâng trào, vỗ về nâng giấc ngọt ngào bên con. Dẫu cho nước chảy non mòn, con xin ghi tạc lòng son thâm tình. Như nghi biển ni như trời công nghi cha nghi công cha như biển ni như nghi trời. Bao cùng nghỉ sông mồ hôi cha đổ trên đi đồng y y cả đời cong nắng đội sương vì con vất vả dặm trường gian lao. Cho con giấc ngủ ngọt ngào, sinh thành dưỡng dục kể sao cho vừa. Như nghĩ sông mà như suối, ơi ơi à để đắp mi bồi dưỡng nghi nuôi muôn ngàn đầy nghi. Cha hiền yêu ơi, ơn cha như núi cao nghi vời.
mong con khôn đi lớn đi từng ngày, dạy bảo điều nghề hay. Công cha ai sánh nghi cho nghĩ tình. Thành nghi thơ công cha vì tựa biển đi trời. Bao cùng nghỉ sông mồ hôi cha đổ trên đi đồng y y y cả đời cong nắng đội sương vì con vất vả dặm trường gian lao cho con giấc ngủ ngọt ngào sinh thành dưỡng dục kể sao cho vừa như nghĩ sông mà như suối. Thơ bé ơi
mong con khôn đi lớn đi từng ngày dạy bảo điều nghề hay. Công cha ai sánh nghi cho nghề tình. Về với tổ tiên, chiều hôm nay chúng tôi đại diện cho hội tình nghĩa huyện Cát Hải gồm có các đồng chí lãnh đạo của hội và tổ bốn đến để chia buồn với lại gia đình và thắp nén hương thơm để vĩnh biệt, chia vĩnh biệt cùng hội viên của mình và chia buồn cùng với gia đình, với tang quyến. Kính thưa bà quả phụ và gia đình, cụ Phạm Ngọc Lân là hội viên tích cực, hội viên là người có công gây dựng lên hội tình nghĩa huyện Cát Hải của chúng tôi. Hôm nay cụ ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với tất cả các thành viên trong hội và với gia đình. Xin kính mong bà và gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống để tiếp tục công việc với sự nghiệp mà cụ Lân để lại. Thay mặt cho ban tang lễ, thay mặt cho tất cả hội, chúng tôi xin được gửi đến gia đình nén hương thơm, vòng hoa tươi, chút lòng thành thay cho tấm lòng thành của tất cả các thành viên trong hội, và xin phép được một phút làm niệm chia tay ông Phạm Ngọc Lân. Ôi những
dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya, nhìn đường phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh, đôi khi ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u dội vào đời buồn xa. Hồn ta do cát phủ du bay về, giọt mưa tình gieo tình âm thầm sâu gieo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sáng mai đây, thôi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua tay trong tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu, ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Thank you.
đã ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã xa khơi, ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi, những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Khi bước chân ta về đêm khuya, nhìn đường phố thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh? Đôi khi ta lắng nghe ta, nghe sóng âm u dội vào đời buồn xa. Hồn ta do cát phủ du bay về. Tình gieo tình âm thầm, sâu gieo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sáng mai đây, thôi ta còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua tay trong tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu. Ôi, tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu.
đời đã xanh Thank you.
luôn kính mến, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa toàn thể thân nhân gia đình tang quyến. Thật đúng là bán nên duyên vĩnh biệt cõi dương gian, trọn vào phúc đi về miền cực lạc. Hôm nay đây cụ ông Phạm Ngọc Luân đã giã từ trần gian ra đi về trời tiên tổ. Thật là một nỗi buồn vô hạn, một tổn thất vô cùng lớn lao đối với đại thân nhân gia đình tam quyến. Nhờ lời mời của gia đình, chúng con đoàn kim nhạc cơ sở Phúc Ân, đoàn chúng con về đây xin chân thành chia sẻ sự đau thương mất mát mà gia đình tam quyến đang phải gánh chịu. Trước linh sàng cổ, đoàn chúng con xin tiến dâng lên cổ nén hương trầm cùng với những bản nhạc tri ân để tỏ lòng thành kính tiếc thương. Và chúng con cũng cùng với gia đình tam quyến nhất tâm thục vụ và cầu nguyện cho mong linh hương hồn cụ được thanh thản an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Và giờ đây nghi lễ dâng hương của đoàn kim nhạc chúng con xin phép được bắt đầu. Ngọc Luân kính mến, cụ ơi, giờ này đây xin cho phép đoàn kim nhạc chúng con được đỡ lời cho các con trai dâu gái rể của cụ có đôi lời tiễn biệt cha hiền trước giờ phút chia xa hôm nay. Cha hiền kính thương ơi, trước giờ tiễn đưa lòng thành con xin thắp tuần hương, con xin tiễn cha về nơi cuối tận trời xa. Bát đũa vẫn còn đây mà chúng con đợi người tông cõi nhớ, cánh màn khuya ủ rũ đợi chờ, để nơi đây chúng con gục đầu mà than thở, lùi tay lại chẳng ở mà cầu thêm giờ trời chẳng ban. Đầy những nén nhang thơm chúng con xin dâng lên với tấm lòng thành kính, còn xin tiễn cha về với giấc ngủ thần tiên. Cha ơi, một lạy này chúng con xin dâng lên cha hiền, để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mãi mãi. Và trong thời khắc thiêng liêng cuối hết này, xin cho phép đoàn kim nhạc chúng con được đỡ lời cho các con của cụ, xin được tiến dâng lên cha, báo hiếu cha trước giờ phút tiễn đưa, qua nội dung nhạc phẩm Thương Khóc Cha.
linh hương hồn của ông Phạm Ngọc Luân kính mến. Cụ ơi, trong thời khắc thiêng liêng cuối hết ngày đây, xin cho phép đoàn kim nhạc chúng con được gọi cụ là đồng chí. Đồng chí Phạm Ngọc Luân ơi, cả một đời đồng chí đã sống phấn đấu cho một lý tưởng cao đẹp, trung thành với Đảng, phục vụ nhân dân. Công lao của đồng chí đã góp phần cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dìu dắt dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa. Hồi tưởng lại 92 năm tuổi đời, 55 tuổi Đảng, đồng chí đã hy sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng, vì hòa bình ấm no cho nhân dân đất Việt, cũng như mang lại cho đất Việt non sông nối liền một dải. Và trong thời khắc thiêng liêng cuối hết này, xin cho phép đoàn kim nhạc chúng con được tấu lên bản nhạc đi cùng năm tháng ca ngợi Đảng để kính viếng lên hương hồn đồng chí. Đoàn kim nhạc chúng con được thay lời cho các con của cụ có đôi lời thân thương với cha hiền rằng: cha hiền kính thương ơi, cha nằm đó trong quan người có thấu, để nơi đây chúng con gục đầu mà than thở, lùi tay lại chẳng ngờ mà cầu thêm giờ trời chẳng ban. Đầy những nén nhang thơm chúng con dâng với tấm lòng thành kính, còn xin tiến cha về với giấc ngủ thần tiên. Cha ơi, một lạy này chúng con xin dâng lên cha hiền để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mãi mãi. Và giờ này đây là nội dung nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành. Đoàn kim nhạc chúng con xin được đỡ lời cho các con của cụ, xin được báo hiếu cha trước giờ phút chia xa hôm nay. Thank you.
lòng tưởng nhớ, vô cùng thương tiếc buổi tiễn đưa. Nghi lễ dâng hương của đoàn kim nhạc cơ sở Phúc Ân chúng con đến đây đã được chu viên. Và để tỏ lòng tôn kính cụ trước lúc đi xa, mời đoàn đề tâm dành phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa toàn thể dân quyến, đội chống đường kèn của hội chung nhà bến tiễn biệt cụ trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn đã vang vọng cả một vùng quê, tiết tấu bản nhạc buồn nhưng trang hòa cởi mở, đó là tình đoàn kết nhân dân. Bản hòa tấu đồng quê đã vang trong khoảng khắc lũy tiết thương này thấm đậm sâu xa. Phần lễ dân hương của đoàn kinh nhạc cơ sở phục vụ lễ tang Phúc Ân 28 Hà Lý Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã được chuẩn bị hoàn tất. Một lần nữa ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các đồng chí và xin mời toàn thể các đồng chí lưu lại bàn trà uống nước sẻ chia phân yêu cùng gia đình cao quý, tiếp tục phục vụ gia đình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà gia đình tin tưởng giao phó. Một lần nữa ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xa hồn ta gió cát phủ du bay về, đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa tình gieo tình âm thầm sâu gieo sâu bên bờ vực sâu. Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè, giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê. Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu, rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh xêu. Ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời Hội Cựu chiến binh xã An Đồng lên làm lễ phủ quân kỷ.
Kính thưa Hương Linh đồng chí Phạm Ngọc Lân, kính thưa các cụ cùng tăng quyến, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng các đồng chí trong ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã An Đồng, kính thưa toàn thể nhân dân và đồng đội của đồng chí Phạm Ngọc Lân, vô cùng thương tiếc hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phạm Ngọc Lân được tin đồng chí từ trần. Hôm nay cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh xã An Đồng đội ngũ chỉnh tề tổ chức lễ phủ quân kỳ quyết thắng và tổ chức đoàn viếng tiến đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi xin đọc quyết định phủ quân kỳ quyết thắng lên nghiên cứu của đồng chí. Quyết định về việc phủ quân kỳ quyết thắng lên nghiên cứu hội viên từ trần. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã An Đồng căn cứ pháp lệnh Cựu chiến binh, căn cứ nghị định số 491 tháng 11 năm 2022 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam hy sinh từ trần, căn cứ điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam để tưởng nhớ và ghi nhận đóng góp cống hiến của hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, tham gia xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xét đề nghị của chi hội Cựu chiến binh cụm dân cư đường 208 quyết định điều 1 phủ quân kỳ quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam lên nghiên cứu của đồng chí Phạm Ngọc Lân, sinh năm 1933, nhập ngũ năm 1952, là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam tháng 12 năm 2022, đang sinh hoạt tại chi hội Cựu chiến binh cụm dân cư đường 208 thuộc Hội Cựu chiến binh xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đồng chí đã từ trần ngày 3 tháng 11 năm 2024. Điều 2, chi hội Cựu chiến binh cụm dân cư đường 208 và tổ quân kỳ làm nhiệm vụ phủ quân kỳ túc trực lên nghiên cứu thực hiện quyết định này. Đội phủ quân kỳ chú ý vào vị trí phủ quân kỳ, đi đều bước. Cựu chiến binh xã An Đồng và chi hội cựu chiến binh đường 208 lên làm lễ viếng. Kính thưa hương hồn của đồng chí, vậy là kiếp tạo hóa nhân sinh phù thế và cuộc đời trần chẳng thể mãi trần gian, chúng ta chia tay vĩnh biệt từ đây. Đồng chí về với cõi thọ Tây Phương, chúng tôi ở lại với trần thế. Lẽ đương nhiên theo quy luật của kiếp tạo hóa nhân sinh, song dẫu sao đây cũng là một tổn thất
một mất mát thật lớn lao mà chẳng có gì bù đắp với thân nhân thân quyến của gia đình. Mất một đồng chí tấm lòng hiền lành, nhân ái trọn vẹn nghĩa tình, cũng từ đây mất một ấp đầy kỷ niệm của một thời màu xanh áo lính. Mất đi một tấm lòng hiền lành trung thực, luôn tận tụy với mọi phong trào của hội và cũng hết lòng xây dựng hội. Giờ phút chia tay đồng chí, tấm lòng hội chỉ có một vòng hoa nhỏ, mộc mạc đơn sơ nhưng được thắm nghĩa tình. Một nắm hương thơm khói tỏa quyện mây lành, thay lòng hội tiễn anh về phương cõi thọ. Chúc anh bình an và mong phù hộ thân quyến gia đình động độ, vạn sức khỏe và bình an. Vĩnh biệt đồng chí, thay mặt cho chi hội, tôi đề nghị các đồng chí có mặt tại đây dành một phút mặc niệm, dành một phút vĩnh biệt đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thân hữu của đồng chí Phạm Ngọc Luân, hôm nay trong nỗi đau thương mất mát lớn lao này, chúng ta có mặt tại đây để tiễn biệt đồng chí Phạm Ngọc Luân về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Phạm Ngọc Luân sinh ngày 22 tháng 12 năm 1933, nguyên quán xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, nay trú tại số nhà 153 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, là hội viên cựu chiến binh Việt Nam, là thương binh hạng 3/4, là người đảng viên trung kiên của đảng, đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng ta. Khi mới tròn 14 tuổi, đồng chí đã tham gia cứu sinh quân trong cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu nơi đầu sóng ngọn gió trên đảo Bạch Long Vĩ, tiền tiêu của Tổ quốc. Là người chồng, người cha, người ông, người cụ, mẫu mực đáng kính của gia đình, người anh cả của chi bộ, sau một thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các thầy thuốc hết lòng cứu chữa, gia đình con cháu tận tâm phụng dưỡng, nhưng do tuổi cao sức yếu, trái tim hồng đã ngừng đập, đồng chí đã vinh biệt chúng ta về với tổ tiên, về với cõi vĩnh hằng vào hồi 13:24 ngày 3/11/2024, nhằm ngày 3/10/2024. Tôi vinh nhận được tên đồng chí Phạm Ngọc Luân từ trần. Đảng ủy xã An Đồng đã cùng chi ủy, chi bộ, cụm dân cư đường 28 và gia đình thành lập ban lễ tang gồm có các đồng chí sau: một, đồng chí Vũ Bá Thảo, phó bí thư thường trực đảng ủy, trưởng ban lễ tang; hai, đồng chí Nguyễn Duy Lượng, bí thư chi bộ cụm dân cư đường 28, phó ban lễ tang; ba, ông Trần Xuân Cần, chủ tịch hội người cao tuổi xã, ủy viên; 4, ông Bạch Văn Giàng, phó bí thư chi bộ, phó chủ tịch hội người cao tuổi xã, ủy viên; 5, đồng chí Lê Công Tuân, chi ủy viên, trưởng cụm dân cư, ủy viên; 6, đồng chí Ngô Xuân Dự, chi ủy viên, trưởng ban công tác mặt trận, ủy viên; 7, ông Phạm Văn Hùng, đại diện gia đình, ủy viên. Thể theo di nguyện của đồng chí, ban tổ chức lễ tang đã kết hợp cùng gia đình tổ chức lễ khâm liệm, lễ viếng đồng chí Phạm Ngọc Luân được cử hành trang trọng đúng quy định theo phong tục của địa phương. Hôm nay ban tổ chức lễ tang và gia đình tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Phạm Ngọc Luân về nơi an nghỉ cuối cùng. Cùng dự lễ truy điệu có các đồng chí lãnh đạo, thay mặt đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã An Đồng, cụm dân cư đường 28,
đại diện các tổ chức, các đơn vị nơi đồng chí và thân nhân đồng chí đã, đang công tác và học tập, cán bộ, đảng viên, nhân dân cụm dân cư đường 28, chi hội cựu chiến binh, các gia đình, thông liên gia, họ tộc và người thân cùng dự lễ tang. Trước giờ tiễn biệt, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Bá Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, trưởng ban tang lễ lên bản tóm tắt tiểu sử cùng lời yếu tiễn biệt. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn đồng chí Phạm Ngọc Luân, kính thưa các đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Đồng, cùng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí đại diện cho chi ủy, chi bộ, ban quản lý cụm dân cư đường 28. Thưa các vị tang khách cùng thân quyến đồng chí Phạm Ngọc Luân, đồng chí Phạm Ngọc Luân sinh năm 1933, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 55 tuổi đảng. Do tuổi cao, sức yếu, bệnh trọng, đồng chí đã tạ thế vào hồi 13:24 ngày 3/11/2024, tức ngày 3/10 âm lịch, tại gia đình hưởng thọ 92 tuổi. Đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta để về với tiên tổ trong niềm tiếc thương vô hạn. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ban tổ chức lễ tang, tôi xin gửi tới toàn thể họ tộc, gia quyến đồng chí Phạm Ngọc Luân lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính thưa các vị tang khách, sau đây là tóm tắt tiểu sử đồng chí Phạm Ngọc Luân. Đồng chí Phạm Ngọc Luân sinh năm 1933, quê quán thôn Hà Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Chú quán tại số nhà 153, đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đồng chí đã được kết nạp vào Đảng ngày 1/9/1971, chính thức ngày 6/7/1972, tại chi bộ y tế huyện Đảng bộ Cát Bà. Đồng chí sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng. Đồng chí đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Quá trình tham gia công tác của đồng chí Phạm Ngọc Luân từ tháng 10 năm 1952 đến tháng 12 năm 1953, đồng chí nhập ngũ thuộc tỉnh đội Kiến An làm nhiệm vụ quân báo. Từ tháng 1 năm 1954 đến tháng 12 năm 1956, đồng chí là tiểu đội phó phụ trách tổ quân báo tại đại đội 331 tỉnh đội Kiến An. Từ tháng 1 năm 1957 đến tháng 12 năm 1960, đồng chí là tiểu đội trưởng công tác quân báo tại tiểu đoàn 350 tỉnh đội Kiến An. Từ tháng 1 năm 1961 đến tháng 11 năm 1965, đồng chí là chuẩn úy viện bào chế tại Cục Quân y Hà Nội. Từ tháng 12 năm 1965 đến tháng 3 năm 1968, đồng chí đi học chuyển ngành tại Đại học Hà Nội. Từ tháng 4 năm 1968 đến năm 1974, đồng chí tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Thư ký Công đoàn Y tế cơ sở tại Cát Bà, huyện Cát Hải. Từ năm 1974 đến tháng 10 năm 1979, đồng chí là dược sĩ, trưởng khoa tại Cát Bà. Từ tháng 11 năm 1979 đến tháng 7 năm 1982, đồng chí là phó chủ nhiệm hiệu thuốc, chi ủy viên liên chi bộ bệnh viện hiệu thuốc huyện Cát Hải. Từ tháng 8 năm 1982 đến tháng 12 năm 1984, đồng chí là bí thư chi bộ công ty dược phẩm, phó phòng y tế huyện Cát Hải, phó chủ nhiệm công ty dược phẩm huyện Cát Hải. Từ tháng 1 năm 1985 đến tháng 10 năm 1985, đồng chí là phó giám đốc
chi ủy viên xí nghiệp điện nước huyện Cát Hải. Từ tháng 11 năm 1985 đến tháng 3 năm 1986, đồng chí là phó phòng y tế huyện Cát Hải. Từ tháng 4 năm 1986 đến tháng 11 năm 1988, đồng chí là bí thư chuyên trách xí nghiệp nước khoáng Cát Hải. Từ tháng 12 năm 1988 đến nay, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ chuyển sinh hoạt đảng và sinh hoạt tại chi bộ cụm dân cư đường 28, đảng bộ xã An Đồng. Với bản chất siêng năng, hết lòng tận tụy với công việc, trong suốt quá trình tham gia công tác, trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, bất hy sinh của người đảng viên. Dù ở hoàn cảnh nào, cương vị nào, đồng chí cũng luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí đã được đảng tin yêu và nhân dân quý trọng. Bằng nhiệt huyết của mình, đồng chí đã góp một phần không nhỏ cho phong trào hoạt động của các tổ chức xã hội, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Với những công lao đóng góp của mình, đồng chí đã được đảng và nhà nước tặng thưởng huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm tuổi đảng, kỷ niệm chương, huy chương kháng chiến chống Pháp hạng 2, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, danh hiệu dũng sĩ thi đua cùng nhiều bằng giấy khen khác. Kính thưa các vị tăng khách, với cuộc sống đời thường, những người xung quanh cảm nhận sâu sắc từ đồng chí là một người gần gũi, bình dị, thủy chung, sâu lặng, nghĩa tình. Với cuộc sống gia đình, vợ chồng đồng chí sinh hạ được 4 người con, 1 người con trai, 3 người con gái. Đến nay, đồng chí đã có 12 cháu chắt. Mặc dù cuộc sống có lúc thiếu thốn trăm bề, tuy vậy, đồng chí vẫn cùng vợ không làm gian khổ không sầu rằng, chung lưng đấu cật, tần tảo nuôi dạy các con, phụng dưỡng cha mẹ. Nhìn lại chặng đường đồng chí đã đi qua, chúng ta không thể quên được hình ảnh đồng chí ở mỗi cương vị công tác. Một người bạn, một người đồng chí sống giản dị, sẵn sàng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, thẳng thắn và chân thành. Với họ tộc, bà con lối xóm gần xa, đồng chí đã trọn vẹn nghĩa tình với gia đình. Đồng chí đã làm tròn trách nhiệm của người chồng với người vợ, người cha, người ông với các con, các cháu. Dẫu vẫn còn nhiều ước muốn, nhưng xin đồng chí hãy ra đi thanh thản. Ở đây đã có chúng tôi tiếp nối thế hệ các đồng chí sẽ quyết tâm, đồng sức, đồng lòng để xây dựng quê hương An Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, vẫn biết rằng sinh tử là quy luật của tạo hóa, không ai tránh khỏi. Vậy sao trong lòng chúng tôi cứ dâng trào cảm xúc vùi ngùi, xúc động? Chỉ một ít phút nữa thôi, trong ngôi nhà này còn đâu nữa hình bóng người cha, người ông vô cùng kính trọng, yêu thương. Và cũng từ đây, đảng bộ xã An Đồng, chi bộ cụm dân cư đường 208 mất đi một đảng viên trung kiên, mẫu mực. Bà con lối xóm, bạn bè mất đi một người bạn, người láng giềng thân thiết. Họ tộc, gia đình mất đi một thành viên gương mẫu tích cực. Đồng chí ra đi để lại trong mỗi chúng ta tình đồng chí, tình bằng hữu sâu nặng, nhớ thương, để lời nỗi tiếc thương cho gia đình, dòng tộc không gì bù đắp đổi. Trong giờ phút xúc động này, mỗi đồng chí đảng viên chúng ta không chỉ đau buồn sâu sắc, mà còn nghĩ về trách nhiệm đối với người đã khuất để tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp, quê hương như mong ước của đồng chí. Họ tộc, gia đình, bà con nàng xóm, bạn bè thân hữu của đồng chí không chỉ tiếc thương vô hạn, mà còn khắc sâu trong lòng tình nghĩa một thời sống trọn vẹn, nghĩa tình mãi mãi. Trước tình cảm sâu lặng của các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền,
các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cơ quan nơi con cháu đồng chí đang sống, công tác và học tập, bà con lối xóm, bạn bè thân hữu dành cho đồng chí trong giờ phút chia ly này. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã An Đồng, chi ủy, chi bộ, ban quản lý cụm dân cư đường 208, xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu, các đồng chí cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân đã về đây phúng viếng và dự lễ tang tiễn đưa đồng chí Phạm Ngọc Luân về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giây phút tiễn đưa này, chúng tôi mong gia đình tang quyến nén nỗi đau thương trước sự ra đi của đồng chí và luôn luôn tự hào về một thời mà người thân yêu nhất của mình đã sống và cống hiến. Xin vĩnh biệt đồng chí. Trước khi tiễn đưa đồng chí Phạm Ngọc Luân về nơi an nghỉ cuối cùng, xin các đồng chí và quý vị tăng khách dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng chí Phạm Ngọc Luân và cầu chúc cho đồng chí được yên giấc ngàn thu. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện gia đình có lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh xã An Đồng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, bà con khu phố, các cơ quan đoàn thể nơi chị em chúng tôi công tác. Cha của tôi là cụ Phạm Ngọc Luân, sinh năm 1933, sinh quán thôn Hà Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, trú quán số 153 đường 208 An Đồng. Qua thời gian lâm bệnh, cha của tôi đã được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời của lãnh đạo các cơ quan ban ngành. Do tuổi cao, sức yếu và bệnh trọng, cha chúng tôi đã tạ thế vào hồi 13:24 ngày 3/11/2024, tức ngày 3/10 năm Giáp Thìn, tuổi thọ 92 tuổi. Sau khi được tin buồn của gia đình, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Đồng cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, các cơ quan đoàn thể đã đến thăm viếng và đưa tiễn cha chúng tôi về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng quý báu của quý vị đại biểu, họ hàng thân quyến và bạn bè thân hữu gần xa. Sau khi đưa tiễn cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng hoàn tất, thay mặt cho gia đình, tôi xin kính mời quý vị đại biểu, họ hàng nội ngoại, các ông bà thông gia, các quý khách xa gần trở lại gia đình uống nước, ăn trầu và dùng bữa cơm thân mật với gia đình, với chị em chúng tôi để cho chúng tôi có lời cảm ơn. Trong lúc tăng gia vui rối, gia đình còn có nhiều thiếu sót, cúi xin được lượng thứ, tôi xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đại diện gia đình. Trước giờ phút sinh ly tử biệt, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh xã An Đồng, chi hội cựu chiến binh đường 208, chi bộ ban quản lý cụm dân cư nên thắp hương tiễn biệt lần cuối. Xin trân trọng kính mời.
ban tổ chức lễ tang và gia đình hết sức xúc động, đã nhận được những tình cảm quý báu, lời chia buồn, thăm hỏi động viên. Thay mặt ban tổ chức lễ tang cùng gia đình, xin có lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh xã An Đồng, Hội người cao tuổi xã An Đồng, chi bộ, ban quản lý và nhân dân cụm dân cư đường 28, chi hội cựu chiến binh đường 28, các cơ quan ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân đã có khóa lễ đến viếng và tiễn đưa đồng chí Phạm Ngọc Luân về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ tang và gia đình tổ chức lễ tang đồng chí Phạm Ngọc Luân trong niềm tiếc thương vô hạn nên không tránh khỏi những sơ suất. Kính mong các quý đoàn đại biểu và toàn thể nhân dân mở lòng hướng thứ, xin trân trọng cảm ơn. Sau đây nghi thức vấn quốc kỳ và di quan đồng chí Phạm Ngọc Luân. Từ đây trên cõi dơ gian này, gia đình đồng chí vắng bóng một thành viên, nỗi buồn ấy lấy gì che đất nổi, dấu viết rằng sinh hữu hạn từ bất kỳ, nơi dư trần luôn nhớ quê hương, cảm tạ bà con cô bác họ mạc gần xa, nối xóm cần nân, anh em đồng chí và các cấp lãnh đạo đã đến phúng viếng chia buồn và con đời con yêu tha thiết trước lúc di quan. Sau đây nghi thức vấn quốc kỳ của đồng chí được bắt đầu. Các đồng chí túc trực ở vị trí. Đồng chí đội trưởng vào vị trí vấn quốc kỳ. Thế bước. Anh em đồng chí vô cùng thân nhau, về đây chia sẻ nỗi đau, tâm tình biết ái, đắm sâu biết tình, trải chiếc nắng buổi xuân, dãi dầu cho tươi sống. Đó là tình đồng đội, đó là tình quê hương. Thì chúng ta cùng tham dự lễ tiễn đưa hương linh đồng chí Phạm Ngọc Luân, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam. Và trước lúc đưa tiễn đồng chí đi xa, xin mời toàn thể quốc hội hãy sẵn sàng nghe một ca khúc mà đồng chí tâm huyết cả một cuộc đời hiến dâng cho đất nước. Tuổi thơ của cha tôi vất vả gian nan, mưa mưa liêu lạc mồ côi. Quê hương lửa khói chiến tranh theo chân cách mạng lên đường cha đi. Cha tôi đã bị thương bao lần, đường ra mặt trận chỉ còn trong mơ. Hậu phương hải đảo xa xôi, xa xôi muôn trùng sóng gió, yêu thôn đủ bề. Cha tôi vẫn quyết gắng công, mẹ huyết thanh ra đời trong gian khó, mong đời bao người chiến sĩ nhân dân.
biết làm sao cho an tâm. Các đồng chí hãy truyền cho tôi trước, hạnh phúc đến hòa cười trong nước mắt, mắt ướt lệ nhòa bao đồng chí anh em. Thủy lôi vây quanh B-52 rực lửa, quốc mộc tra vào huyền thoại chiến tranh, người chiến sĩ ngày nghỉ ra trận. Người chiến sĩ ngành nghỉ ra trận, cả cuộc đời vất vả gian nan, sống giản dị theo chân lý Bác Hồ, yêu nước thương dân. Người chiến sĩ anh hùng tự hào thay, người chiến sĩ ngành nghề chúng con luôn tự hào vì cha. Cảm ơn cha đã cho con lẽ sống cuộc đời, cảm ơn cha đã cho con lẽ sống cuộc đời. Biết làm sao cho an tâm, các đồng chí hãy truyền cho tôi trước, hạnh phúc đến hòa cười trong nước mắt, mắt ướt lệ nhòa bao đồng chí anh em. Thủy lôi vây quanh B-52 rực lửa, quốc mộc tra vào huyền thoại chiến tranh, người chiến sĩ ngày nghỉ ra trận. Người chiến sĩ ngành nghỉ ra trận, cả cuộc đời vất vả gian nan, sống giản dị theo chân lý Bác Hồ, yêu nước thương dân. Người chiến sĩ anh hùng tự hào thay, người chiến sĩ ngành nghề chúng con luôn tự hào vì cha. Cảm ơn cha đã cho
cho con lẽ sống cuộc đời. Cảm ơn cha đã cho con lẽ sống cuộc đời. Nguyện cầu cho hương hồn đồng chí được thanh thản, yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Tiếp theo, đoàn tổ chức sự kính mời đại diện tam quyến lên có lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các ông, các bà, các cô tình, chú bác, gia đình, cho đến đã đưa tiễn bố tôi về nơi đặt chân cuối cùng. Trong tha gia có gì chưa được trọn vẹn, kính mong các vị mọi thứ, tôi xin chân thành cảm ơn. Trước khi đưa đến kiếp bất đại bản thân, xin kính mời các vị đưa tiễn đứng dậy cùng toàn thể nam tuyến dành một phút mặc niệm trước vòng đình đồng chí. Xuống mặc niệm bắt đầu. Thank you.
quả, sự kính mời quý vị đưa đến một số sự kính mời sự mời của các tăng ni Phật tử đã lễ nhật tạm biến đi một vòng và tự đã được tất cả đền hướng ban điều chức cho nhật tạm biến đi một vòng và tự sau đó trở lại vị trí để nhân viên lễ tăng chuyển đến các đảng hướng thần. Lại thấy trong ta hiện bóng con người.